Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam Thông tin đầu tiên, Philip Nguyễn giải thích lý do chưa thể có quốc tịch Việt Nam. Thủ môn gốc Việt Philip Nguyễn cho biết anh chưa thể về Việt Nam để hoàn tất thủ tục cuối cùng, dù hồ sơ nhập tịch gần như hoàn thiện. Trên trang cá nhân tối 13 tháng 8 giờ Việt Nam, Philip Nguyễn tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ. Thủ môn Việt Kiều sinh năm 92 nhận được nhiều câu hỏi từ các cổ động viên Việt Nam. Những thắc mắc về tình hình nhập tịch đã được anh giải đáp. Trả lời câu hỏi của Dinh, Philip Nguyễn cho biết anh đang chờ thời điểm thích hợp để về Việt Nam. Thủ môn này gần như có đủ mọi giấy tờ cần thiết cho thủ tục xin nhập tịch, nhưng bước cuối cùng để được cấp hộ chiếu đòi hỏi anh phải có mặt ở Việt Nam. Tôi chưa thể có hộ chiếu Việt Nam, tôi chỉ còn đúng một bước cuối cùng là phải có mặt ở Việt Nam để làm thẻ thường trú, nhưng sớm nhất là tháng 12 tôi mới về được, còn thời gian này gần như không thể, thủ môn này nói đại dịch Covid-19 là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến kế hoạch của Philip Nguyễn. Thủ môn câu lạc bộ Slovan Liberec vừa kết thúc mùa giải sau trận playoff giành vé dự Europa League 2020-2021 ngày 13 tháng 7. Lại ra, anh có thể tận dụng thời gian này để trở về Việt Nam trước khi mùa giải mới khởi tranh từ 22 tháng 8. Do không có chuyến bay quốc tế từ Cộng hòa Séc về Việt Nam, Philip Nguyễn đành phải đợi tới kỳ nghỉ tiếp theo của các giải vô địch quốc gia châu Âu, dự kiến diễn ra cuối tháng 12 mới có thể trở về. Nếu có về được đi nữa, tôi cũng phải cách ly 2 tuần. Đương nhiên thời gian này chẳng thể có chuyến bay nào. Philip Nguyễn nói. Kể từ lúc kết thúc giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc cho đến nay, anh vẫn ở lại tập luyện cùng đội thi đấu các trận giao hữu trong nước. Philip Nguyễn có bố người Việt Nam, mẹ quê Hải Phòng. Vì được đào tạo bài bản trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp từ nhỏ ở Cộng hòa Séc, khiến Philip Nguyễn nhận được sự quan tâm lớn từ chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam. Cả huấn luyện viên Park lẫn VFF mong muốn có sự phục vụ của anh trong đội hình đội tuyển. Tổng thư ký Lê Hoài Anh nói, VFF đã tạo điều kiện hết sức giúp Philip Nguyễn nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập tịch. Cách đây không lâu, người bạn thân Philip Nguyễn xác nhận thủ môn này chuẩn bị xong hầu hết giấy tờ cần thiết để sẵn sàng về nước làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và cứ điều 19 điều 20 của luật quốc tịch Việt Nam 2008, Philip Nguyễn là con của công dân Việt Nam nên có thể được nhập tịch theo diện đặc biệt mà không cần thỏa mãn các điều kiện như thường trú trên 5 năm ở Việt Nam hay có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Việt. Ở phần giao lưu với người hâm mộ, Philip Nguyễn cho biết anh khát khao được về thi đấu cho tuyển quốc gia Việt Nam, nơi Đặng Văn Lâm, thủ môn Việt Kiều khác đang là người gác đến tốt nhất. Philip Nguyễn chia sẻ, nếu được chọn số áo khi lên tuyển, tôi sẽ chọn số 1. Tôi xem video thường xuyên, thấy Lâm là thủ môn giỏi. Việc cạnh tranh rất cần thiết vì nó buộc chúng tôi phải trở nên tốt hơn. Nhân đây tôi xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cậu ấy, vì Linh Nguyễn chia sẻ. Tuy Quay San tiếp tục được triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam. Cầu thủ gốc Pháp được huấn luyện viên Park lựa chọn vào danh sách tập trung đợt 2 của tuyển U22 Việt Nam bên cạnh nhiều ngôi sao Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Hai Long. Chiều 13 tháng 8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố danh sách 48 cầu thủ được gọi lên đội U22 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 8, huấn luyện viên Park giữ lại hơn nửa đội hình của đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020, đồng thời bổ sung nhiều gương mặt lỡ hẹn trước đó. Tiền vệ gốc Pháp Tiêu Ê-san cùng một số ngôi sao như Dương Tùng Lâm, Nguyễn Hai Long, Trần Danh Trung được giữ lại. Trong khi đó, chiến lược gia người Hàn bổ sung một số gương mặt Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân, Đặng Văn Lắm, Nhân Mạnh Dũng, Mai Xuân Quyết. Tiêu San sinh năm 2000, hiện quốc áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trận đấu tập nội bộ ở đợt hội quân trước, Aisar gây ấn tượng bởi lối chơi lan xả, không ngại va chạm. Anh có đường truyền mở ra tình huống tấn công giúp đội nhà ghi bàn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, FIFA quyết định dời loạt trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 sang năm sau. Cùng với việc AFF Cup 2020 bị hoãn, từ Việt Nam không còn trận chính thức nào trong năm nay. Điều đó khiến VFF phải thay đổi kế hoạch tập trung của tuyển quốc gia. Không lâu sau khi công bố danh sách triệu tập. Một số gương mặt trẻ được gọi lên tuyển như là Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh tập trung cùng U22 Việt Nam ở giai đoạn này. Các cầu thủ có mặt tại Hà Nội ngày 16 tháng 8 để thực hiện các bước kiểm tra y tế theo quy định. Đội bước vào buổi tập đầu tiên chiều 18 tháng 8, kết thúc giai đoạn tập trung ngày 28 tháng 8. Ở đợt tập trung trước đó của U22 Việt Nam kéo dài 3 ngày, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7, huấn luyện viên Park gọi 28 cầu thủ cho các học trò làm quen đã tập nội bộ trước khi trở về câu lạc bộ. Những đợt tập trung này giúp chiến lược gia người Hàn củng cố lực lượng tìm ra phương án tối ưu nhất về nhân sự cho SEA Games 31. Danh sách tập trung đợt 2 của tuyển U22 Việt Nam Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, Nguyễn Văn Toản, Dương Tùng Lâm, Phạm Đình Long, Quan Văn Chuẩn, hậu vệ bù hoàng việt anh đặng văn tới lê văn xuân nguyễn hoàng duy hoàng cảnh anh âu dương quân dụ quang nho thái bá sang mai sĩ hoàng lê thành lâm cao trần hoàng hùng nguyễn văn trọng trần ngọc hiệp nguyễn cao kỳ tiêu a san nguyễn duy thắng tiền vệ đoàn thanh trường nguyễn văn minh trần văn công lý công hoàng anh trần bảo toàn đặng văn lắm trần ngọc ánh hoàng văn hải nguyễn hoàng bảo uông ngọc tiến nguyễn trọng long Phạm Văn Luân, Võ Văn Toàn, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hai Long, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Thành Nhân. Tiền đạo Mai Xuân Quyết, Hồ Thanh Minh, Nguyễn Trần Việt Cường, Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Minh Bình, Ngô Hoàng Anh, Lê Văn Nam, Huỳnh Tiến Đạt. Tin tiếp theo, tiết lộ lý do khiến ông Park không chịu tập văn hậu. Cho bản danh sách tập trung U22 Việt Nam, ông Park không điển tên Văn Hậu. Ngay sau khi VFF hủy bỏ lịch tập trung của tuyển quốc gia Việt Nam, danh sách hội quân của U22 Việt Nam được công bố. Ông Park gọi đến 48 cầu thủ nhằm đánh giá tổng quát nhất trong lần tập trung thứ hai. Ở bản danh sách này, có 3 cầu thủ trước đó xuất hiện trong danh sách của tuyển quốc gia Việt Nam, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Không Hoàng Anh và Nguyễn Văn Toản. Tất cả cùng sinh năm 99, thi đấu ấn tượng ở V-League 2020. Tuy nhiên, có một số cầu thủ sinh năm 99 khác rất quen thuộc, đó là Đoàn Văn Hậu, Khá nhiều ý kiến thắc mắc tại sao Văn Hậu không được gọi tập trung dù nằm trong kế hoạch chuẩn bị SEA Games 31 tại Việt Nam. Theo Thanh Niên, một thành viên ban huấn luyện U22 Việt Nam tiết lộ, Hậu có trình độ vượt trội và ông Park nắm quá rõ năng lực của anh. Hậu sát cánh cùng ông Park suốt 3 năm qua là một trong những cầu thủ được ông rất tin tưởng. Ông Park coi Hậu là một trong những con át chủ bài tại vòng loại U23 châu Á dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2021 cũng như tại SEA Games 31 vào cuối năm sau ông không cần phải thử nghiệm hậu nữa nên việc đưa hậu vào danh sách U22 Việt Nam là không cần thiết. Vì này nói thêm, các nhân tố đợt tập trung này đều là những người mới hoặc một số gương mặt ở lần tập trung trước. Ông Park muốn đánh giá thêm để lựa ra nhân tố xuất sắc cho quá trình chuẩn bị của U22 Việt Nam. Còn Văn Hậu, anh đang cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh khi về nước hôm ngày 2 tháng 8 vừa qua. Dự kiến ngày 16 tháng 8, Hậu hoàn thành cách ly 14 ngày trở về tập trung cùng câu lạc bộ Hà Nội. Hậu được đăng ký ở giai đoạn 2 V-League 2020. Tiếng tiếp theo, anh Đức trở lại cứu rỗi hàng công đội tuyển Việt Nam. Trong danh sách triệu tập tuyển Việt Nam vừa được huấn luyện viên Park công bố, bất ngờ nhất có lẽ là sự trở lại của tiền đạo anh Đức. Mới đây, huấn luyện viên Park chính thức công bố 36 cầu thủ tập trung cùng tuyển Việt Nam ngày 18 tháng 8 để chuẩn bị vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đáng chú ý nhất trong danh sách tập trung lần này là sự trở lại của tiền đạo anh Đức. Đặc biệt vì trước đó, tiền đạo khoác áo Hoàng Anh Gia Lai thông báo chia tay tuyển Việt Nam sau lượt trận về với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Anh Đức chia tay đội tuyển với mong muốn tạo nhiều điều kiện để cầu thủ trẻ hơn mình có cơ hội thể hiện tài năng, tỏa sáng cho màu áo của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các tiền đạo kế thừa vị trí mà cầu thủ này để lại chưa khiến huấn luyện viên Park yên tâm ở vị trí trung phong mũi nhọn của tuyển Việt Nam. Hiện tại, cầu thủ đang đảm nhiệm trọng trách này ở đội tuyển trong suốt thời gian qua, Nguyễn Tiến Linh. Tuy nhiên, phong độ của tiền đạo đang chơi cho BKM Bình Dương rất phật phù trong suốt thời gian vừa qua. Sau khi ghi liên tiếp hai bàn thắng ở vòng 4 vòng 5 của V-League 2020, Tiến Linh có 6 trận đấu tin ngòi trong màu áo BKM Bình Dương. Thậm chí, ở trận gần nhất với Nam Định, tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại có phải rời sân với những bước chân tập tễnh. Một phương án khác mà ông Park đã thử nghiệm trong thời gian vừa qua, xếp công phượng thi đấu ở vị trí này. Tuy nhiên, dù thi đấu rất cố gắng nhiệt tình, nhưng việc phải chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn không phải thói quen của cầu thủ này. Công Phượng ưa thích chơi rộng để tận dụng khả năng đi bóng khéo léo của mình. Việc phải chơi cao nhất trên hàng công khiến sự nguy hiểm của tiền đạo xứ nghệ giảm đi đáng kể. Việc anh Đức quay trở lại vào thời điểm này giúp ông Park giải được bài toán nơi hàng công của tuyển Việt Nam. Tuy 6 tháng rời xa sân cỏ, nhưng kinh nghiệm là điều mà tiền đạo đang thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai có thừa. Sở trường của cựu tiền đạo BKM Bình Dương là khả năng chọn vị trí cho vòng cấm, tì đè, làm tường cho đồng đội. Một khi thi đấu, anh Đức không cần quá nhiều bóng, nhưng anh luôn biết cách tỏa sáng và đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Thực tế trước đó, huấn luyện viên Park kêu gọi anh Đức quay trở lại từ Việt Nam khi hai người cùng tới xem trận đấu giữa Bình Dương và Hà Nội. Có vẻ như tiền đạo 36 tuổi bị thuyết phục bởi những lời chân tình của chiến lược gia người Hàn để quay trở lại từ Việt Nam ở đợt tập trung lần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin tân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.